biến. Vị trí địa lý, lịch sử hình thành, phát triển của thành phố Nam Định Thiên Trường xưa, thành phố Nam Định ngày nay, nằm ở phía bắc của tỉnh Nam Định, trên tọa độ 24 độ 24 phút đến 20 độ 27 phút vĩ độ Bắc, 106 độ 07 đến 106 độ 12 phút kinh độ Đông. Sông Đào chảy ngang thành phố theo chiều Đông Bắc, Tây Nam. Sông Hồng chảy bên thành phố, làm ranh giới tự nhiên với tỉnh Thái Bình, phía đông giáp tỉnh Thái Bình, các huyện Mỹ Lộc, Nam Trực, phía tây giáp các huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản, phía nam giáp các huyện Nam Trực, Vụ Bản, phía bắc giáp huyện Mỹ Lộc. Trong suốt các thời kỳ lịch sử, từ phủ Thiên Trường cho đến thành phố Nam Định ngày nay, thành phố và tỉnh Nam Định đã trải qua các tên gọi Thiên Trường, Sơn Nam, Vị Hoàng, rồi Nam Định. Danh xưng trấn Nam Định chính thức có từ năm 1822, thời vua Gia Long nhà Nguyễn. Đến năm 1832, vua Minh Mạng đặt tên là tỉnh Nam Định khi chia đất nước thành 31 tỉnh và kinh đô Huế. Tên gọi trong nhân dân thành Nam bắt đầu từ khi nhà Nguyễn cho xây dựng thành Nam Định và cột cờ Nam Định vào khoảng năm 1812. Nam Định nổi tiếng là đất văn hiến, đất hiếu học từ ngàn xưa đến nay. Trải qua các triều đại phong kiến, học hành thi cử luôn được người dân và quan lại chú trọng. Nhiều con em thành Nam đỗ đạt cao, làm rạng danh quê hương như Trần Bích San, Vũ Công Độ, Trần Doãn Đạt, Trần Tế Xương. Năm 1920, toàn quyền Đông Dương thời Pháp thuộc cho thành lập trường Thành Trung, tiền thân của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong ngày nay, là nơi đào tạo bậc học phổ thông cho con em Nam Định và các tỉnh xung quanh. Nam Định có nhiều lễ hội truyền thống gắn với sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo, phản ánh thế giới vật chất và tâm linh sinh động, tiêu biểu là lễ hội đền Trần, chùa Tháp. Thành phố Nam Định đã sớm trở thành một trung tâm văn hóa, chính trị, tôn giáo ngay từ giữa thế kỷ 13 trong lịch sử Việt Nam. Năm 1262, nhà Trần cho xây dựng phủ Thiên Trường, phường Lộc Vượng ngày nay với đầy đủ cung điện, phủ đệ, mở các trang ấp của hoàng tộc. Hành cung Thiên Trường là kinh đô thứ hai của vương triều Trần sau kinh thành Thăng Long. Thế kỷ 13, 14, tức Mặc, Thiên Trường là một trung tâm hành chính, kinh tế, giao thương phát triển. Thời phong kiến nhà Lê, nhà Nguyễn, Sơn Nam, Vị Hoàng là một trong 6 nơi trong cả nước có trường thi hương. Thời nhà Nguyễn, Nam Định là một trong 3 đô thị bao gồm Hà Nội, Huế, Nam Định được dựng cột cờ. Từ giữa thế kỷ 19, khi thực dân Pháp đánh chiếm thành Nam, tiếp nối tinh thần yêu nước bất khuất của ông cha, phong trào chống Pháp bùng lên mạnh mẽ. Năm 1884, sau khi chiếm được Nam Định, thực dân Pháp đã xây dựng phố xá, chợ, bến tàu thủy, các nhà máy, xưởng sản xuất nhỏ. Năm 1889, tư bản người Pháp mở rộng quy mô sản xuất, xây nhà máy dệt, nhà máy sợi lớn nhất Đông Dương. Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, thành phố Nam Định trở thành một trung tâm công nghiệp lớn của Bắc Kỳ và toàn xứ Đông Dương. Trên cơ sở đó, ngày 17 tháng 10 năm 1921, toàn quyền Đông Dương ra nghị định thành lập thành phố Nam Định, hưởng quy chế của thành phố cấp 3, đưa thành phố Nam Định trở thành một trong những thành phố đầu tiên được chính quyền thực dân Pháp lập ra ở Liên bang Đông Dương, một trong 3 thành phố ở Bắc Bộ. Nghị định thành lập thành phố Nam Định là cơ sở để chính quyền Pháp xây dựng các công sở như Tòa Công sứ, Tòa án Tây, Sở Kho bạc, Sở Thương chính, Nhà dây thép, Sở Y tế, Sở Lục lộ công chính, Trường học, Sở Giám binh, Đề lao, Sở Mật thám, và xây dựng thêm nhiều nhà máy, xí nghiệp như nhà máy chai, nhà máy rượu, nhà máy tơ, nhà máy nước, nhà máy điện, đồng thời thực hiện quy hoạch, xây dựng 9 khu phố và 40 phố, hình thành các phố chuyên sản xuất, kinh doanh một mặt hàng như hàng đồng, hàng đường, hàng giấy, phố khách, hàng sắt, hàng rượu. Tư bản Pháp, Hoa Kiều cũng xây dựng nhiều khách sạn, nhà hàng phục vụ cho nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí, như Phẩm Anh Nghi, Nam Việt, Viễn Lai Lầu, Quảng Nguyên, Quảng Hưng. Các chợ phục vụ nhu cầu trao đổi hàng hóa phát triển, có 4 chợ lớn là chợ Rồng, chợ Phượng, chợ Vị Hoàng, chợ Cửa Trường. Diện tích của thành phố đến năm 1942 ước tính trên 6 km², dài khoảng 4,4 km, rộng 1,4 km, kết cấu đường phố theo kiểu ô bàn cờ, với các vườn hoa, quảng trường, làm điểm nhấn. Dân số thành phố năm 1928 tới 3,5 vạn người, đến năm 1942 tăng lên khoảng trên 4,2 vạn người. Để thuận lợi cho giao thương, buôn bán hàng hóa, ngoài việc phát triển các tuyến đường thủy trên sông Đào, sông Hồng, bến Đò Chè, bến Đò Quan, thực dân Pháp còn mở tuyến đường sắt Hà Nội, Sài Gòn, đi qua ga chính Nam Định hoàn thành năm 1903, mở rộng, nâng cấp các tuyến đường bộ liên tỉnh, liên huyện. Diện mạo của thành Nam thế kỷ 18, 19 là thành thị phong kiến, với phần thành nặng hơn phần thị. Đến đầu thế kỷ 20 là một thành phố có cấu trúc đô thị hiện đại kiểu phương Tây, với nhiều chức năng, mà chủ yếu là chức năng kinh tế, thương mại, có các cơ sở hạ tầng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra sắc lệnh số 77, ngày 21 tháng 12 năm 1945 quyết định, thành phố Nam Định là một trong số 8 thành phố của cả nước, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Vinh Bến Thủy, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Sài Gòn Chợ Lớn.
thành phố Hà Nội đặt dưới sự quản lý trực tiếp của Chính phủ Trung ương, các thành phố khác đặt dưới sự quản lý của các kỳ, sau đổi thành bộ. Thành phố Nam Định do Bắc Kỳ Bắc Bộ quản lý. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, thành phố Nam Định có một số thay đổi về địa giới. Ngày 15 tháng 9 năm 1950 sáp nhập 4 xã Lộc An, Mỹ Xá, Lộc Hạ, Lộc Hòa của huyện Mỹ Lộc vào thành phố. Đến ngày 3 tháng 9 năm 1957, Thủ tướng Chính phủ ra nghị định sáp nhập thành phố Nam Định vào tỉnh Nam Định. Từ 1957 đến nay, thành phố Nam Định là đô thị trực thuộc tỉnh, thủ phủ của tỉnh Nam Định. 2. Thành phố Nam Định anh hùng trong kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ, 1946 đến 1975. 1. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, 1945 đến 1954 sau cách mạng tháng 8, do hậu quả của nạn đói, thù trong giặc ngoài, chính quyền cách mạng non trẻ vừa mới thành lập đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Đảng bộ, nhân dân thành phố Nam Định vừa phải tập trung xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng, vừa phải chăm lo bảo đảm đời sống của người dân. Để khẳng định vai trò chủ thể của người dân nước độc lập, Đảng bộ thành phố đã đổi tên các khu, phố, tên đường do người Pháp đặt sang tên danh nhân, anh hùng dân tộc của Việt Nam. Ngày 6 tháng 1 năm 1946, cuộc bầu cử quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhân dân thành phố Nam Định đã bầu được hai đại biểu là ông Trần Huy Liệu và ông Nguyễn Văn Tố. Trong dịp này, ngày 11 tháng 1 năm 1946, thành phố vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm. Những lời căn dặn, chỉ bảo ân cần của Bác đã để lại ấn tượng sâu sắc, cổ vũ Đảng bộ, nhân dân thành phố Nam Định đoàn kết, phấn đấu, khắc phục những khó khăn, tiếp tục đi lên trong giai đoạn cách mạng mới. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp nổ súng tại Sài Gòn, quay lại xâm lược nước ta. Hưởng ứng lời kêu gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, nhiều thanh niên tự vệ và dân quân thành phố tình nguyện lên đường Nam Tiến, đánh giặc. Trước tình hình mới, Đảng bộ, chính quyền nhân dân thành phố khẩn trương xây dựng lực lượng vũ trang, luyện tập quân sự, sắm sửa vũ khí sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, thu hút được nhiều thanh niên, công nhân, nông dân cùng tham gia. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đêm ngày 19 tháng 12 năm 1946, cả thành phố Nam Định rền vang tiếng súng, mở đầu cuộc kháng chiến chống xâm lược. Tự vệ thành phố nổ mìn, ngả cây to dọc đường Trần Hưng Đạo và ngã tư Cửa Đông, đến tòa thị sảnh. Nhiều người dân thành phố đã mang đồ đạc ra đường, làm vật chướng ngại, chặn bước tiến của quân địch. Trong suốt những năm kháng chiến chống Pháp, từ tháng 1-2-1946 đến tháng 5-1954, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân thành phố Nam Định, cùng với cả nước góp sức người, sức của, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954 lịch sử, buộc thực dân Pháp ký kết Hiệp định Geneva về Đông Dương vào ngày 21 tháng 7 năm 1954. Miền Bắc được giải phóng, bước vào thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Sau nhiều năm bị Pháp chiếm đóng, ngày 1 tháng 7 năm 1954, thành phố Nam Định được giải phóng, Đảng bộ và nhân dân thành phố nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, tiếp tục sự nghiệp xây dựng thành phố anh hùng. 2. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, 1954 đến 1975, sau khi thực dân Pháp rút quân, toàn thành phố chỉ còn các nhà máy sợi, nhà máy dệt và 31 cơ sở công thương nghiệp nhỏ bé, trang thiết bị cũ kỹ, lạc hậu. Nhiều cơ sở sản xuất bị địch phá hư hỏng nặng, tháo gỡ mang đi nhiều máy móc quan trọng. Ngày 3 tháng 7 năm 1954, Ủy ban quân quản thành phố Nam Định được thành lập, đã công bố 8 chính sách và 10 điều kỷ luật đối với vùng mới giải phóng, kêu gọi ngụy quân, ngụy quyền và công chức cũ ra trình diện. Ủy ban quân quản thành phố đã kiện toàn các ủy ban khu phố, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ chính sách của Đảng và Chính phủ, vận động nhân dân làm vệ sinh, quét dọn đường phố, sửa sang các nhà vệ sinh công cộng, khôi phục hệ thống điện nước và mở thêm chợ phục vụ sinh hoạt của nhân dân, từng bước khôi phục, cải tạo xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Công tác xây dựng lại thành phố sau chiến tranh thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết Bộ Chính trị tháng 9 1954 là nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, phục vụ kinh tế quốc dân, phát triển kinh tế một cách có kế hoạch. Trong 3 năm 1955 đến 1957, thành phố Nam Định đã khôi phục được cơ bản hoạt động các nhà máy, phát triển thêm các cơ sở sản xuất, vận động nhân dân tích cực trồng lúa, hoa màu. Các hoạt động giáo dục, văn hóa được củng cố, đời sống của nhân dân được cải thiện. Với những kết quả đó, ngày 24 tháng 4 năm 1957, thành phố Nam Định được vinh dự đón Bác Hồ về thăm lần thứ hai, động viên cán bộ, công nhân nhà máy dệt Nam Định. Những năm từ 1955-1974, thành phố Nam Định tiếp tục được xây dựng, nâng cấp, mở rộng thêm nhiều phố xá, công sở, trường học, xây dựng nhiều công trình giao thông, công cộng như cầu treo qua sông Đào, sân vận động Chùa Cuối từ 2001 là sân vận động Thiên Trường, kè hồ và xây công viên Hồ Vị Xuyên, cải tạo hồ, xây bảo tàng, công viên tại Hồ Truyền Thống. Từ năm 1962-1974, với sự đầu tư lớn của Trung ương và sự viện trợ máy móc hiện đại của các nước xã hội chủ nghĩa,
nhà máy liên hợp dệt Nam Định trở thành trung tâm dệt, sợi, nhuộm lớn nhất miền Bắc. Ngành dệt Nam Định đã trở thành biểu tượng của thành phố và có vị thế, đóng góp to lớn về công nghiệp cho cả miền Bắc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân thành phố Nam Định, cùng với nhân dân toàn miền Bắc chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, dồn sức chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, chiến đấu chống lại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đặc biệt hai lần chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, thành phố Nam Định cùng Hà Nội, Hải Phòng là một trong những trọng điểm bị đánh phá ác liệt. Mặc dù nhiệm vụ hết sức nặng nề, vừa phải sơ tán người, trang thiết bị máy móc, vừa phải đảm bảo sản xuất, công tác, học tập, chiến đấu, song với tinh thần mỗi người dân làm việc bằng hai, quân dân thành phố vẫn đảm bảo và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế phục vụ chiến đấu và chi viện cho chiến trường miền Nam. Với khẩu hiệu thóc vượt cân, quân thường người, trong 3 năm 1965 đến 1967, thành phố đã có 5.887 người nhập ngũ. Riêng năm 1972, có 1.515 thanh niên nhập ngũ, vận chuyển vào chiến trường miền Nam 84.754 tấn hàng theo đường thủy và 170.778 tấn hàng theo đường bộ. Trong cuộc không kích 12 ngày đêm của đế quốc Mỹ tại Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc tháng 1-2-1972, quân và dân thành phố Nam Định đã bắn rơi 18 máy bay Mỹ, bắt sống nhiều giặc lái. Những chiến công, đóng góp to lớn của quân, dân thành phố Nam Định cùng với thắng lợi cả nước buộc đế quốc Mỹ phải trở lại đàm phán, ký kết Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Ghi nhận những thành tích, công lao đóng góp trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng nhân dân thành phố nhiều huân chương, huy chương, phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho quân và dân thành phố năm 1978.